lên nổi vị trí rùa đi. Một trái bóng đá đang vào thêm rất nhiều bom được đang xuống chưa ngay cả bây giờ là một pha lên rùa, mười vương đã xuống được offside rồi. Đâu có thể kia bị bóng đá bổ kim cho rùa. Cái mạng thứ ba vẫn chưa đồng đội vẫn chưa về. Trời ơi, ba Ovi thì bàn bóng ra nhưng đối đầu anh ta là Simple không thể làm bằng vô double kill của Ovi, rất dũng mãnh trong cái tình huống xử lý đó. Còn đó forever trong khu vực nhà đen. Bây giờ thì sao, Ovi vẫn đang cố gắng focus vào khu vực mid to nhưng mà có người nhà đen anh ơi. Một lát để đam ra và Ovi sẽ biết được đối phương ở trong nhà đen đó. Đấu súng với Forever, ôi rồi ôi ba mạng rồi. Nào thí sinh tiếp theo Vũ Duy Anh, Vũ Duy Anh cũng có một kỹ năng rất tốt nha. Một beta chính xác là hai beta, Ovi đang bị tối máu. Còn lại mình solo kill thôi. Có người đã solo kill. Có lẽ là chỉ có phép màu giúp cho anh chàng TP này giành được chiến thắng dành cho bên phía của đội tuyển Super Tuyển thôi. Đây nào, một tiếng whistle công tốt của TP. Liệu rằng có phép màu xảy ra không đây? 25 giây còn lại, một trước một sau, có một người đi móc nữa. Đó là ai đây? Khi mà TP đang đi hậu ở lưng mà chắc chắn sẽ không biết được người đi móc. Không đủ để giúp cho bên phía của anh chàng TP này có thể xử lý một phép này. Oh, một tình huống mà đã ma dịch tôi đang nói tôi gãy quá sớm về việc là chỉ có phép màu mới giúp cho TP làm được. TK đã chứng minh luôn cho tôi TA di chuyển vào tới khu hành lang nhưng ai hai thành viên bên phía của BG Star đang yêu máu, hai người trong sai một đường. Smile Diago và ở đây mục tính mới double kill hai mà TA nào có một cái tình huống mà có lắm bây giờ thì sao hữu gì một tình huống gì làm có làm được hay không đây khi mà bên trái có người đã không cứu như gì rồi. Ôi thôi xong rồi, Subo ơi vẫn còn rất nhiều bom, vẫn còn rất nhiều bom đến từ vị trí như gì. Một trái nét không được đón cho hắn nhưng mà không nên đăng nét ở trong cái tình huống một nét một như thế. Một kêu như gì rồi, một nhìn cho Subo nha, một kêu cho Subo rồi. Nếu chiếc một kêu ấy không thì tặng hết cho Nam Bi rồi, chủ rồi, đồng đội đã về rồi, tin bơm bắt được mạng của GG chỉ còn mình Nam Bi mà thôi. Và chip một kill để cho Juju một tình huống 2v1 mãn nhan đến từ thành viên phía ranking eSport, họ không mất một ai cả. C4 đang rơi và Juju biết điều này và bom sai nhưng C4 lại rơi và bây giờ Juju một tình huống sốc vàng cho Juju bắn và hai mạng đánh cho anh chàng này. Juju phát hiện ra vị trí của DJ và bắn chết được vị trí của DJ rồi. 1v2 mà thôi, Juju chỉ còn là 58 HP, C4 rất đặt 30 giây. Trách khu vực PC không lấy ai cả. JJ đã bị lộ vị trí bắn luôn cả JJ, bắn chết được Nam Bi rồi còn mình JJ vị trí bị yếu rồi. Và double kill luôn để cho vị trí của Suzu, một pha 1v3 thành công. Và bom sẽ được gỡ ngay sau đây là điểm chiến thắng thứ tư đã có.